Đây là đài Tiếng Nói Nhân Dân tỉnh Cửu Long, phát thanh từ thị xã Vĩnh Long trên làn sóng 950 kHz, tức 315 thước. Lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long 22 tháng 12 1977, 22 tháng 12 2017 và 25 năm phát sóng truyền hình 22 tháng 12 1992, 22 tháng 12 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2017 trên sóng truyền hình Vĩnh Long 2.